trong tối ngày thường thôi. Tối thứ 6 được, thứ 6 hiện tại là thôi để chị chuyển khoản cho Thủy nhé, xong rồi là chị em có từ nay đến Tết em có gặp Thủy nữa không? À để về quê à? Em không có tài khoản à? Đã mở tài khoản gì ở đâu chưa? Thì đưa chị chuyển luôn rồi đấy. Ok, ok, thế thì nhắn tin cho chị để chị chuyển cho. Ok nhá, em ở tại đâu? Ông với cơ